Rồi ok anh em này, bây giờ đóng này. Gia truyền kháng cả 19. Con 3 mét đợi nó xíu vào sữa. 19 trăm rút 40 kim. Đấu lên một lần hai kim. Lên lên một kim nó cũng được. Lên một kim thôi, lên một kim rồi. Lên bao nhiêu lên người ta ưng thì người ta lên 2-3 kim. Đây nó ưng bao nhiêu lên. Ưng lên bao nhiêu lên thầy ơi, nhưng mà giới hạn là một kim. Đúng rồi, đúng rồi. Thấp nhất là một kim. Thầy vô. 40 kim. Ném lên. Tao lên. 60 kim. 50 kim. À 50. 60. Em 60 kim là 4 triệu đó anh em ơi. 61. Kệ ta, bao nhiêu triệu không quan trọng. Không quan trọng, cho kim đi. Cho anh em tự xử đi. 61. Ông cứ la làng lên triệu triệu làm gì. Anh em lên, anh em lên. 62, ai lên đi, lên đi. 60 kim là 4 triệu rồi đó, mày 2 triệu. 4 triệu, 4 triệu. 2 triệu à, 2 triệu ăn thua vậy em. 65 kim. 60 kim là 4 triệu rồi đó. Khải nó đang muốn đeo mà. Đi chân bóp được rồi. Rồi 75 kim tốt rồi. 2 đại gia coi, 2 đại gia không khỏi. 75 kim là chắc rồi. À, lên kim luôn. 75 kim khó, 75 kim khó. Đang ra đợi đợi suy nghĩ rồi đủ 75 kim rồi. Ờ đúng rồi, suy nghĩ đang 75 kim. Tại vì mình cũng đang muốn mà. Phúc thứ 25 nha, phúc thứ 26 nha. Mình đang muốn mà. Đây, để tôi hô lần cho. 75 kim, để đỡ hô nè. 75 kim lần 1 nè. Khải chát đi, Khải cái đấu đi. Ok. 75 kim má, gia truyền này nha. 80 kim. Lần 1 rồi. Ừ, đó. Lần 80 kim. Ừ, ai đấu đi để tôi hô lần cho. 81. Em bắt thua rồi, ơi. À, mình cổ vũ không? Mày già không? Mình cổ vũ anh em đâu? Mình cổ vũ cho anh em thôi. 85 kim. Mà bên này không có anh em gì đâu. Rồi. Hai cái thằng phòng chơi với nhau luôn đi. Đồ đủ 390 luôn. Đồ. Giá trị của món đồ. Không, giá trị món đồ nó đặc biệt mà em đồ thiệt nó giá cỡ này là 91. Mở gương chưa chắc gì đã ra nó thiệt. 15 gương chưa chắc gì đã ra. 100 kim là có rồi. 91 kim. Rồi tôi biết là lên 100 kim mà đủ. Ơi, 101. Thảo chưa rưỡi rồi. 101. Đù má. 102. 102. Khô máu quá. 105. Chơi là chơi. Đù má. 105. Rồi 100. Trời ơi. Rồi chốt. Dạ đó được rồi. Anh em ơi. Rồi. Chơi đi, lên 115 kim đi. 115 hai bạn tao không viên luôn đi. Tụi mình ra khỏi cuộc chơi. 3 số 1. Đù. 3 số 1. Đại không chịu thua. Đúng rồi. 3 số 1. Đúng rồi. Đù. Tới cái mức này ảnh mới lên có 1 kim mà. Báo công an luôn. 112. Lột chết không? Chấm. Má lột sơn đi. 115. Tao đủ má 15 rồi. Mùng 5 anh. Mùng 5. Mùng 6. Ít này. Ờ bây giờ là lên hạn chế là coi như là 20 giờ. 1:06. 20 là chốt nha. Còn 3 phút nữa nha. Ừ. 1:06. Thạch có 10%, 20% mà Thạch. Đúng rồi, anh Thạch 20% mà. Lên 150 đi là tôi nhường cho. Ừ, 150. Vậy là khỏi. Nói chung là muốn đấu vô đấu đúng không? Rồi đâu, đi đâu. Tôi 20% rồi tôi sợ gì. Ừ. 120. 120 anh ơi. 120 là 20, 20% là cuốn 120 là đâu quá. 3 gần 30 kim rồi. Anh em im lặng để cho hai đại gia người ta suy nghĩ rồi. Đang suy nghĩ anh em ơi. Chào. Má. Mình là cũng bận lắm, nó má đợi dành biết bao nhiêu đây nè. Anh em thấy không? Má rương. Chạy lên đi nhiều luôn á. Lên nhường luôn á. Anh em bật chào. Không biết nhiều người không biết. Nhưng mà bây giờ là mình lên thẳng 30 kim đi cho nhiều dân. 121. Còn 121 cộng lại nhiêu tiền hả? 1, 2, 120 là 120 là 8 triệu. 120 là 8 triệu hả? 8 triệu rồi đó.
Khoan, dừng lại nhá, bây giờ như này. Hả? À, dừng em đang đấu mà dừng em. Sao dừng? Đang đấu rồi sao? Đang đấu mà em. Không, em bỏ cú này, cú này. Tao mày cá xem ai được. Thôi, bớt vào đi, đỉ mẹ mày. Biến. 1-2-2 anh, 1-2-2. Trời, tay đang đấu hả? Đang đấu được, anh em cứ bình tĩnh. 1-2-2. Má, giây 19 là anh em sai là y bài luôn. 2-2. Ai là người nhường? Anh thật tính ra được 20% là anh được 25 kim rồi đấy. Ngon đấy. Lần 2. Đó, cứ nhả đến bình thường, cứ nhả đến bình thường được em rồi. Em không thôi. Hình như là trời ơi. 220 thì thật cũng được 24 kim. Ừ. Ít gì. 150 là 10 triệu đúng không? Rồi, đúng rồi. Đó. Rồi ok. Nhường chưa? Rồi chốt đây nhà ơi. Chốt nè. Rồi ok. Cảm ơn anh em. Đúng rồi đó. 22 nhường. Rồi ok chốt. Ok. 122 kim chốt. Sao 120 mà chia cho rồi ta cái gì? 24 là còn 96 mà chia cho 22 người. 22 người, ok. Ủa, rồi. Má bộ nha, hàng cũng mấy kim đó. Chốt gia chiến ăn ban. Ba dòng. Chốt cái chuyện ăn ban 19. Tính tiền chứ em tính tiền nhanh lắm. Chốt cái chuyện ăn ban 19 cho Khải nha. Rồi ok này, đỡ Khải ghi vô danh sách rồi, Khải tính lương cho anh em này. Ok. Anh gì? Hai mươi xuống phòng dưới, cái phòng dưới anh ơi, tập trung rồi ngừng cái video đã, ok quá ngon.